mình nhìn sơ thì ngày xưa quán ốc ngoài đây rất là nhiều, nhưng mà ngày nay thì không không còn nhiều nữa ha. Ở gì mua thiệt rồi, mình sẽ lên chung cư này. Chung cư này thì hôm bữa bị nghiêng đó, thành ra bây giờ bỏ hoang rồi. Em đang đứng ở trong cái chung cư nè, hên là có chỗ để trú mưa, trú ngồi ngoài mái hiên, không biết mưa gió thì trú ngủ ở đâu. Thì ở đâu cũng có người giàu và người nghèo. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Sài Gòn bây giờ là 8 giờ, hơn 8 giờ. Và nhiệt độ bây giờ khoảng 26 độ. Do hôm nay là mưa từ buổi trưa cho đến chiều, vừa hết mưa lúc 7 giờ. Thì nhân cái chuyến đi bộ ngày hôm nay trong cái xóm Cầu Kho, thì em cũng cầm camera lên và dẫn các anh chị và các bạn chúng ta cùng dạo bước về đêm ở khu vực Cầu Kho này ha. Và trước mắt chúng ta đó là cái sở cứu hỏa, hiện nay mới được xây dựng lại, rất là lớn, rất là đẹp. Và kế đến đó là cái trường Cầu Kho, và bây giờ là trường Trần Hưng Đạo. Và chúng ta nhìn bên tay phải đây, đó là cái nhà của Hiệp Hòa, như ngày xưa bán gỗ đó, nhưng bây giờ thì đã không còn nữa ha, hình như đã bán phân nửa rồi nè. Và sau lưng chúng ta đây, bên tay phải đây, đó là đầu hẻm số 4, và kế bên đó có nhà hàng, nhưng mà bây giờ nhà hàng bỏ hoang rồi, nhà hàng là nhà hàng đen đó. Và nhìn bên tay phải nữa, đó chính là con hẻm 258, để đi vô cái xóm hẻm cùng thôi. Và đi ngang đây thì không quên liêu a để các anh chị các bạn nhìn lại khung cảnh của hẻm mình nó rõ hơn ha. Và con hẻm này ngày nay đi vào đó là một cái xóm dân cư, không có thông đi đâu cả, và vô đó là hẻm cùng, phía sau lưng của sở cứu hỏa, và kế bên là cái hãng xe Samco, kế tới tí nữa là hãng xe Lucid. Và hành trình hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi vô cái hẻm số 4 nha, thông ra bến Trương Dương, để xem ngày hôm nay trong hẻm này buổi tối có còn bán ốc đông như ngày xưa hay không. Ngày xưa cái hẻm này được mệnh danh là cái phố ốc của Sài Gòn đó, phố ốc về đêm đó. Thẳng lên kia là đường Nguyễn Cảnh Trân, và hẻm số 3 đằng kia, và chúng ta sẽ đi vô bắt đầu từ đầu hẻm. Và đây là hẻm 391 ngày nay đó. Để mình đi vô coi xem coi hẻm này về đêm như thế nào ha. Thì hẻm này cũng rất là lớn, có xe hơi vô được. Thì hôm bữa thì có cái vụn cháy ở cuối hẻm. Ở trong hẻm này có chùa Thiên Phước. Mình nhìn sơ thì ngày xưa quán ốc ngoài đây rất là nhiều, nhưng mà ngày nay thì không còn nhiều nữa ha. Sài Gòn thì lúc nào cũng tấp nập, lúc nào cũng có người qua người lại ngày đêm. Và ở đây bên tay phải chúng ta đó là hẻm cây mít, đi đến chùa Phật Ấn. Bữa em có nói lộn là chùa Ấn Quang đó. Và hẻm cây mít đây, rồi chúng ta tiếp tục nha. Ngày nay thì mình nhìn thấy không có nhiều quán ốc như ngày xưa.
biển tối thì cô chú anh chị mọi bạn nhìn có rõ hay không, nếu không rõ thì vui lòng thông cảm nha, tại vì buổi tối camera nó không được xịn cho lắm. Đi thẳng hẻm này là vô tới nhà anh Danh. Nhà anh Danh thì sắp tới tí. Đây có bán trái cây, trái cây tươi, rồi trà sữa. Ở đây là những cái hẻm bên tay phải mình đều thông ra chợ chợ nhỏ cầu kho. Đây là chùa chùa Thiên Phước. Tới nhà anh Danh này nè. Mình đi một đoạn nữa thôi thì cũng đến cuối hẻm mà. Trong đây thì buổi tối cũng yên bình, không có tấp nập cho lắm. Sài Gòn vừa mưa xong nên thành ra mình thấy rất là mát. Ngày hôm nào để em đi một vòng chợ nhỏ về đêm để bà con mình xem chơi cho vui nha. Đó, nhà anh Danh này bên tay phải nè, đóng cửa rồi, cửa màu đen đó. Đây hớt tóc, đánh lưu động. Ồ, mưa hả? Không hết mưa, người ta tưới cây. Không phải ông ta hay là mưa? Chắc có lẽ là những hộp mưa rồi đó. Nếu mà mưa thì chắc em xin tạm ngưng nha, tại vì mưa thì mình không thể đi tiếp được. Này, cái camera này nó không có chống nước nên thành ra cô chú anh chị thông cảm nha. Ơi mưa thiệt rồi. Mình sẽ lên chung cư này. Chung cư này thì hôm bữa bị nghiêng đó, thành ra bây giờ bỏ hoang rồi. Em đang đứng ở trong cái chung cư nè. Hên là có chỗ để trú mưa, chứ thôi là thua luôn. Ở đây có nhà bán tạp hóa năm 18/11. Buổi tối thì họ bày ra ngồi nhâm nhi, và cuối cùng đó là hẻm quán cà phê. Đông quá. Chúng ta sẽ đi qua bên đây nha. Mình nhìn lại cái hẻm lúc nãy mình vừa đi qua nè. Sẵn đứng đây đục mưa rồi gửi các anh chị vài hình ảnh ở đây luôn. Ở đây dây điện chằng chịt lắm, dây nhợ quá trời. Ngày hôm bữa trái cũng ở gần đây. Những ngôi nhà này ngày nay xây lên cũng rất là cao. Hiện tại thì đang đổ mưa rồi, mưa càng ngày càng lớn. Sài Gòn ngày nay mưa quá trời, mưa liên tục, có thể là do áp thấp nhiệt đới. Để chúng ta qua đây xem thế nào. Mình đây là khu phố 2. Mình đi một vòng trong cái
chung cư này, mà dãy chung cư 518 Võ Văn Kiệt. À, nhìn ra đây là đường bến Trương Dương ngày xưa nè. Và ngày nay thì chung cư này vắng lắm, tại vì một số hộ đã dời đi rồi. À, tại vì nó bị nghiêng đó, hôm bữa sự cố không biết sửa khi nào xong đây. Và chúng ta thấy đường xá bây giờ đang làm lại á, nếu mà không hết mưa là chắc lẽ chúng ta đi về luôn. Bên đây thì nhà phố, dãy nhà trong hẻm chứ không phải là chung cư. Đây là nhà trong hẻm nè, dãy nhà chung cư là chỗ chúng ta đang đứng đây nè. Không biết này là lô mấy. Đây là lô C, chúng ta đang đứng ở chỗ lô C. Mưa càng ngày càng lớn. Đó, mưa mù mịt luôn. Lúc nãy em không có đem dù nên thành ra bây giờ chắc phải chịu trận ở đây luôn rồi. Thường đi đi bộ dạo vòng vòng thì đâu có đem dù đây không, hay gì. Chắc rút anh em lần sau là phải đem dù thôi. Chúng ta thấy Sài Gòn mưa về đêm với những tiếng mưa lập bập lập bập lập bập. Này ngủ nằm ở dưới mái nhà và nghe tiếng mưa rơi, hoặc là nhà ngồi trong nhà và nhìn qua cửa sổ, nhìn qua khung cửa, nhìn ngoài đường mưa gió. Có người thì không có chỗ ngủ. Chúng ta thấy cái chú này nè, chú ngồi ngoài mái hiên, không biết mưa gió thì chú ngủ ở đâu. Thì ở đâu cũng có người giàu và người nghèo. Rồi chắc video này chắc em xin tạm dừng tại đây ha. Hẹn gặp lại của chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Bữa mưa gió đi vào hẻm số 4 cầu kho, cũng là hẻm 391 Trần Hưng Đạo ngày nay, gửi bà con cô bác xem. Rất tiếc là do trời mưa nên chúng ta không thể đi tiếp được. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để tiện việc xem lại, cô chú anh chị có thể nhấn vào nút đăng ký hoặc là cái chuông, hoặc là vào Google search Vinh Lâm TV là sẽ ra ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.